Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Chúng ta luôn rất là đúng hẹn cùng với nhau. Sau một tuần thì lại gặp nhau nghe những câu chuyện có vẻ như là không có mới đâu, nhưng mà luôn luôn là những cái câu chuyện sống động và chắc chắn là có những cái tình tiết mà chúng ta có thể sẽ wow, thì ra chuyện đó nó còn có thể như vậy nữa hả? Thế thì câu chuyện của ngày hôm nay, nhân vật của chúng ta có mang đến cho chúng ta về câu chuyện, về một cái trải nghiệm vượt qua thử thách hay không? Mà nếu như có thì đó là thử thách gì? Hay đơn giản đó lại là một cái trải nghiệm khác? Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe để cuối cùng sau câu chuyện ngày hôm nay, chắc chắn chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều sẽ có thêm một cái bài học cho riêng mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này nhé. Chào chị. Dạ, em chào chị. Mình có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và giới thiệu về bản thân ạ. Dạ, em chào tất cả các bạn đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Ngô Phúc Giàu. Dạ, em đến từ Tây Ninh. À, chị Giàu đang đến từ Tây Ninh. Tức là hiện nay là nhà của mình ở Tây Ninh luôn, mình làm việc ở Tây Ninh luôn. Dạ không, nhà em ở Tây Ninh nhưng mà em làm việc ở Sài Gòn. À, mình đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện giờ của mình là nó nằm trong cái lĩnh vực nào vậy chị Giàu? Em nhân viên cửa hàng. Dạ, rồi có nghĩa là mình cũng sẽ tiếp xúc với rất là nhiều người, cũng phải hoạt giao. Câu chuyện ngày hôm nay mà mình sắp chia sẻ với mọi người, nó sẽ có một cái từ khóa gì, nó sẽ có cái chủ đề gì mà ngắn ngắn mà bây giờ buộc phải đặt tên. Ví dụ như là chuyện hôn nhân, chuyện gia đình, chuyện tiền bạc. Cái câu chuyện em sắp kể đây là nó liên quan đến vấn đề tình yêu của người yêu cũ. Wow, trời ơi, chủ đề người yêu cũ là một chủ đề chưa bao giờ gọi là hết háo hức với người nghe. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện của mình vào cái thời điểm nào nè, và ở cái tình huống gì nè. Cuộc hôn nhân của em thì nó cũng không có được suôn sẻ, nó không có được may mắn giống như là người ta trai lớn gái lớn lên rồi yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân. Em lấy chồng em 8 tuổi. Đó chưa có gì là không may mắn nha chị, nó bình thường lắm. Nhưng mà tóm lại là mình đã kết hôn. Dạ. Và chồng mình lúc đó là nhỏ hơn mình 8 tuổi nè. Dạ. Thì hai người gặp nhau theo theo cái hoàn cảnh nào, và năm đấy thì mình bao nhiêu rồi chồng bao nhiêu? Tụi em lấy nhau nay 3 năm mấy tháng á. Hai đứa quen nhau lúc mà đi sinh nhật bạn á. Trong cái bữa tiệc sinh nhật á thì đèn nó mờ mờ ảo, gặp em nhỏ con nữa, cho nên ảnh đâu không biết là em lớn tuổi dữ giờ. Thấy thích, hai người thấy mến nhau, thích nhau, cái mới làm quen. Làm quen rồi sau này rồi mới hỏi, không dám hỏi trực tiếp, hỏi bạn em cho em nhiêu tuổi. Rồi bạn em nó nói tuổi ra rồi ảnh mới hết hồn chứ, tụi sao lớn dữ vậy. Chính vì vậy cái mẹ em mới cản. Ở nhà em thì có mẹ với anh trai phong kiến lắm, cổ lắm, rồi mới cản, đâu có cho em quen đâu. Mẹ nói là mình là con gái, mình phải lấy chồng, mình phải yêu với người nào mà lớn hơn mình có tầm 10 tuổi trở lên á. 10 tuổi lần hả mẹ, sao dữ vậy? Mẹ nói là phụ nữ thì lấy chồng mà sinh trừ hao dữ dằn vậy luôn. Khi mà mình sinh con cái mình sẽ bị già hơn đàn ông á. Trước mắt là lớn hơn 8 tuổi, nếu mà sinh con nữa là nhìn già dữ lắm. Rồi sợ không có xứng với chồng, rồi chồng đi ra ngoài thấy con gái trẻ đồ này kia, rồi không có mẹ, không có chung thủy với mình này kia vậy đó. Dạ đúng rồi, gặp ảnh làm nghề tài xế nữa. Trời ơi, đủ luôn, đủ tất cả nguy cơ luôn. Dạ đúng rồi, bởi vậy thì mẹ là người cản đãi rồi, cho nên mẹ thấy trước mắt là như vậy, là mẹ thấy sau này sợ không có hạnh phúc nên mẹ cản. Anh trai cũng cản luôn. Thứ hai nữa là về gia cảnh anh cũng không có giàu á, nhà em thì khá hơn cái xíu, mẹ em cũng đang hổ đói á, cho nên không có cho quen ảnh, cản vậy lắm. Rồi cái hai đứa yêu quá rồi cái bỏ nhà đi, em bỏ nhà em đi theo ảnh. Nhưng mà lúc đầu ảnh không cho, nó nói không được, con gái ở nhà em có mình em là con gái, ảnh không cho em đi, em nói con gái bỏ nhà đi theo trai vậy không có được. Tử tế. Dạ, ảnh cản, em cũng khuyên quá, với lại hai đứa cũng yêu quá, rồi cái hai đứa mới bỏ đi xuống Sài Gòn nè. Cái lúc mà mình quyết định bỏ đi theo ảnh là lúc đó mình với ảnh quen nhau được bao lâu rồi? Quen nhau chắc cũng được 7-8 tháng gì á. Lúc mà quen được có chừng 3 tháng thôi là đã dẫn về ra mắt rồi, là gia đình cản. Cả này trong suốt mấy tháng đó là hai đứa cũng qua lợi, mỗi lần mà qua lợi lấp lén cực khó khăn á, là hai đứa mới biết tâm đi bỏ xứ đi lập nghiệp. Ảnh thì ảnh có bằng tài xế rồi, cho nên bây giờ đi tới đâu ảnh cũng không sợ thất nghiệp hết. Thì em xuống đây á thì em làm nhân viên cho một cái cửa hàng tạp hóa mỹ phẩm và như đó. Ảnh thì đi chạy xe, hai đứa thuê phòng trọ. Trong cái thời gian mà hai đứa đi sống chung với nhau á, là mẹ có gọi điện, có liên lạc, nhưng mà em bơ mẹ luôn, em không nghe. Mẹ gọi bao nhiêu lần, nhắn tin bao nhiêu lần em cũng không nghe luôn. Tại vì lúc đó đó là em có một người bạn ở xóm á, thì em đi em cũng có liên lạc với ở xóm. Em cũng điện thoại hỏi thăm tình hình, mày thấy mẹ tao sao, anh tao sao rồi này kia. Thì nó cũng kể là khỏe mạnh đâu hết. Nói chung gọi chung là anten á, em có anten rồi cho nên em yên tâm. Em không nghe điện thoại mẹ, giả bộ làm một người cứng đầu vậy đó.
để cho mẹ thương, cho mẹ chấp nhận hai đứa. Cái được gần một năm, cái mẹ chấp nhận, mẹ xuống tới đây luôn á, mẹ xuống tới chỗ em ở luôn. Hai đứa thấy mẹ xuống bất ngờ quá trời, cũng lo hồi hộp lắm, không biết là chắc xuống bắt mình về hay gì đây. Mà ai ngờ đâu mẹ xuống, mẹ kêu về đi, mẹ cho làm cưới. Cái hai đứa mừng, trộn mừng mà muốn rớt nước mắt luôn. Ảnh mừng nhiều hơn, ảnh mừng lắm. Cái về nhà, đâu cả chừng gần tháng sau, cái làm đám cưới. Chồng em thì nói là cái tiền đám cưới đó là khách đi bao nhiêu thì cho mẹ hết, hai chồng không có lấy. Cái đám cưới đó là một mình ảnh là bỏ tiền ra làm hết. Từ đó đến giờ sau thì mẹ với anh em mới thương. Mấy thằng này nó đàng hoàng tử tế, nó không có tiền bạc, và mặc dù là nó nghèo nhưng mà nó không có lấy mấy cái tiền đám cưới rồi, nó không có dành đâu này kia. Từ đó là gia đình mới thương ảnh. Nãy giờ mình đang nói về cái phản ứng phản đối của gia đình mình. Còn với nhà của ảnh thì sao? Từ lúc các bạn bắt đầu quen nhau cho đến đám cưới diễn ra thì cái sự đón nhận từ phía gia đình của ảnh dành cho mình thì nó như thế nào? Bên nhà ảnh thì cũng không có khắt khe giống như bên nhà em. Lúc đầu á, mới kể cho ba mẹ của ảnh nghe về quen em á, thì mẹ anh cũng có cản. Nó nghe lớn tuổi rồi này kia sau này thì đi ra đường cũng ngại với bạn bè này nọ đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà ảnh thương quá rồi ảnh khuyên. Rồi từ từ với lại nhà ảnh có mình ảnh trai à. Cho nên ba mẹ anh cũng không có phản đối gì mấy. Lúc mà hai đứa làm đám cưới xong xuôi hết, là cái người yêu cũ của em á, đó là mới làm phiền tới em. Điện thoại nhắn tin suốt, mà em số lạ gọi em cũng không có nghe máy, em cứ để đó hoài vậy đó, không nghe. Cái em nhắn tin thì em đọc tin nhắn, em mới biết là ảnh nói là em chuyển cho ảnh 50 triệu, nếu mà không chuyển á là ảnh sẽ tung những cái clip mà ngày xưa hai đứa đi ngủ ở khách sạn á, tung lên mạng rồi gửi cho chồng, rồi gửi cho gia đình chồng vừa coi rồi lum la hết trơn á. Em nhớ hoài cái lúc đó luôn, lúc đó em bủng rủng tay chân, em không biết làm sao luôn, mà không có dám nói với chồng, rồi cũng không có trả lời với cái những người đó luôn. Cái em chặn luôn, em chặn số này, cái ông điện số khác, điện hoài vậy đó. Mà lúc đó là ban ngày cho nên chồng em không có nhà đi chạy xe không, mà tối anh mới về. Rồi cái anh lấy số khác điện hoài vậy đó. Cái em nói em không có tiền, nếu không có tiền thì tung lên mạng nha. Cho em thời gian suy nghĩ là 3 ngày. 3 ngày đó, rồi em ăn không được, ngủ không được, buồn. Buồn quá trời buồn, khóc quá trời khóc luôn. Khóc mà sưng mắt luôn á. Nhưng mà tới lúc mà chồng về á, cũng ráng kiềm chế lại, không có để cho chồng biết, không dám nói. Nói là sợ anh có cái nhìn khác gì mình, rồi anh nói này nọ, rồi là cũng đâu có tiền bạc gì đâu mà đưa. Cái em, lúc đó là em ôm một mình em luôn, em không biết làm sao hết trơn á. Bệnh luôn á. Cái em mới dai đồ này, mượn đồ nọ, em mượn bạn bè được 20 triệu. Em đưa cho nó 20 triệu. Cái nó nói còn 30 triệu thì chạy trọt đi. Cái vài ngày sau nó điện tới, nó rồi đâu á. Đúng 3 ngày sau nó điện rồi á. Em mới suy nghĩ, không lẽ giờ mình lệ thuộc nó cả đời ta. Rồi giờ mình đưa nó 30 triệu rồi biết là nó có yêu không hay là nó cứ theo hoài. Mà cái người đó là dân cờ bạc. Dân cờ bạc mà biết bao nhiêu cho đủ. Em suy nghĩ hoài, không có làm sao hết trơn. Em chặn luôn, em khóa, em chặn hết tất cả. Em không xài số điện thoại luôn. Thì cái chồng em mới nói, trời ơi, sao vợ mình sau này bằng tự nhiên 3 ngày đi làm một thoải mái không làm sao. Mà tối về nhà nó cũng không mở máy luôn nữa, sao vậy? Sao thấy lạ, như là cái lúc đó em bệnh, em suy sụp tinh thần. Ốm quá trời ốm luôn. Mà đi làm không nổi, nằm một chỗ thôi. Cái ảnh mới gần, anh hỏi. Nó hỏi vấn đề gì, có chuyện gì mà tại sao mà đi làm mà tắt máy rồi điện thoại sao khóa hoài. Rồi bệnh hoạn đâu này kia. Biết là em có vấn đề đó nhưng mà anh không biết là vấn đề gì. Thế anh gặn hỏi hoài. Hỏi mà em đâu dám nói đâu. Em cứ nói không có gì, không có gì. Tại nghe không được khỏe đâu này vậy đó. Cứ nói không có gì hoài vậy đó. Cái anh tức quá. Anh mở máy lên. Thì cuộc gọi nhỏ nó báo lại á. Báo lại cái số điện thoại đó, gọi mấy chục lần. Anh mới hỏi, mới điều tra. Cái em mới nói thiệt. Em mới kể hết, em gom hết căn đảm kể cho anh nghe. Là hôm nay là vậy, vậy, vậy á. Cái anh làm thinh, nói vậy. Anh làm thinh đâu cỡ nửa tiếng đồng hồ á. Mà anh làm thinh đó là lúc đó là em cắm ngực em nó cũng đập quá trời. Em không biết, không biết là anh đang nghĩ cái gì, rồi anh xử mình sao. Em hồi hộp, em lo lắng. Anh làm thinh thôi, đâu cỡ nửa tiếng. Cái anh kêu em báo lại với nó là đủ tiền rồi. Rồi hẹn nó ra chỗ nó gặp đi. Rồi tất cả mọi chuyện thì để anh lo. Hẹn đúng 3 ngày. Là lúc đó là anh đã báo công an, anh đã đi trình với người ta rồi. Cái đúng ngày hẹn, đúng giờ hẹn đó, anh cầm điện thoại của em anh đi. Rồi em ở nhà, em không biết gì trơn á. Đi đâu mấy tiếng hồ vậy, xong hết rồi. Anh giải quyết xong hết rồi. Cái lúc đó là em nghĩ được đụng. Ủa có nào ở ổng, ảnh lủi cái ông kia không ta? Rồi nó xong hết rồi. Ảnh nó thái độ tỉnh queo, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra á. Cái anh hỏi ổng, anh giải quyết sao? Anh báo công an. Công an bắt nó rồi, em yên tâm đi. Không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Rồi lúc đó em khóc. Em khóc quá trời luôn. Em nói là nếu mà biết chồng mình bao nhiêu chị tha mình không có thái độ với mình này nọ kia á, là em đã kể cho anh nghe từ lâu rồi. Chứ em đâu có để cho một thân một mình ôm cái nỗi buồn đó mà ôm mình nó mà bệnh suy sụp tinh thần luôn. Từ đó tới giờ sau á, em cảm thấy thương anh lắm. Em thương ảnh nhiều hơn. Ảnh so với những cái người mà trước đây em quen á là hơn họ lắm. Dù á là cái tuổi là nhỏ nhất nhưng mà em cảm thấy tốt nhất, chững chạc nữa. Tuổi thì nhỏ hơn em mà có đôi lúc em thấy em còn nít hơn ảnh nữa. So với những cái người bạn mà trước đây em quen á, có người thì cờ bạc, rồi có người nữa thì giang hồ vũ phu, giang hồ má mặc đồ ghê lắm. Em thấy không có ai mà giống như chồng của em á. Bởi vậy cho nên em mới lúc mà quen nhau là gia đình cản cỡ nào cản em cũng quyết tâm em giữ cho mình được. Tại em nghĩ là em hay nghe người ta nói là bỏ lỡ một chuyến xe á thì mình có thể đón chuyến xe sau, còn bỏ lỡ một người mà thương mình á thì mình không có tìm lại được. Hay nghe người ta nói vậy á, bởi vậy cho nên bất cứ giá nào cũng phải ráng giữ hạnh phúc, bỏ nhà đi luôn. Rồi sau này em mới cảm thấy là sự lựa chọn của em là đúng. Sau này thì mình mới thấy cái lựa chọn đó đúng là tại vì nó có cái sự kiện. Còn cái lúc mà mình quyết định là bỏ nhà ra đi là lúc đó chưa cưới luôn á. Dạ, dạ. Thì những cái điều gì trong cái cách cư xử mà ảnh dành cho mình mà mình cảm thấy là cái người này là cái người mình không nên bỏ lỡ? Thứ nhất đó là anh rất là ân cần, anh chăm sóc em á, lo lắng cũng hiền nữa, nói chuyện đàng hoàng tử tế. Rồi thêm một cái nữa là tử tế với gia đình em. Mấy cái lúc mà ảnh đi về nhà em á là đều có quà cáp rồi kia, mặc dù là ảnh không có khá giả gì hết trơn á, nhưng mà mỗi lần mà ghé nhà là đều có quà cho mẹ, có quà cho anh, mua cho anh một cây thuốc mua mẹ yến đồ này nọ kia. Nhưng mà lúc đó là gia đình không thích rồi, lúc đó là mẹ không thích, anh không thích rồi. Nhưng mà anh nghĩ là tại người ta không thích mình là chuyện của người ta, nhưng mà mình thì mình cũng phải, mình tới nhà bạn gái thì mình phải lấy lòng. Rồi khi mà em gợi ý với ảnh là em muốn bỏ nhà đi theo ảnh thì ảnh cũng có cản. Chứ không phải như người ta, chứ không phải như mấy người kia mà đừng kéo đi. Dạ đúng rồi, mà em đồng ý đi với là người ta còn mừng, người ta còn khoái. Anh không có dạy, anh cản. Nó nhà em có mình con gái à. Rồi ở nhà đó thì khi nào từ từ đi. Anh cứ nói em là từ từ đi, từ từ cho mẹ thời gian đi. Mình cứ tốt với mẹ đi rồi lâu ngày vài tháng mẹ sẽ cảm động à. Cái cách cư xử của anh á, em thấy nó tử tế á. Nhưng mà cuối cùng cũng đi. Vậy thì tại sao? Tại sao cái đoạn mà thôi cuối cùng rồi thì cũng phải đi thôi, thì là nó liên quan đến cái sự kiện gì? Là mẹ với anh là cương quyết không chấp nhận. Lúc đầu thì tỏ ra thái độ rồi, nhưng mà càng ngày thì càng thái độ hơn. Giống như dẫn anh lại nhà ăn á, đi ăn cơm với chung với gia đình này nè, mẹ thì mẹ không thích, mẹ cũng làm ra mặt, mẹ nói thẳng với anh luôn. Rồi em cảm thấy tội nghiệp ảnh bị tổn thương á, rồi anh em đuổi luôn, đuổi anh đi luôn. Em thấy vậy em thương quá trời, em muốn, cho nên em muốn bù đắp lại cái tổn thương đó. Tức là mình có một vài người yêu cũ thì dạ. Những cái người yêu cũ trước đó của mình á là mẹ với anh trai của mình có biết không? Dạ không biết. Vì sao? Tại vì em chưa có xác định là sẽ tiến tới hôn nhân, cho nên em chưa có tâm sự gì với gia đình. Có thời gian quen nhau thì cũng không có lâu lắm. Em thì em rất là kỹ tính. Khi mà em quen ai á, em tìm hiểu một thời gian thôi, vì là em cảm thấy người đó có thể tiến tới hôn nhân được thì em mới báo với gia đình. Chứ còn không tiến tới hôn nhân được là em chưa có báo. Bây giờ cho nên em muốn thời gian vậy đó. Điều đó nó dẫn đến một cái câu chuyện, đó là ảnh tố. Và mình rất cố gắng để nói với gia đình rằng ảnh là một người tốt, thì gia đình lại không tin. Tại vì gia đình chưa thấy những đứa tệ hơn ảnh, chưa bao giờ gặp. Có một cái người yêu đầu tiên là cái người đó là lợi tặng nhà em vậy. Là gia, mẹ em với anh em là biết một người đó. Chứ còn cái người mà tống tiền em á, thì cái người đó chưa có tới nhà em bao giờ. Cho nên mẹ em với anh em không có biết. Trước cái anh mà tống tiền á, thì cái anh đó thì em chỉ mới tìm hiểu thôi, đâu được có 2-3 tháng gì đó. Thì em cảm thấy không ổn, hung dữ quá, thấy cái kiểu cách giang hồ quá đó, em thấy em sợ, em muốn rút lui. Em rút lui thì người đó không chịu, em không hề cho biết nhà luôn nha. Vậy á mà không biết sao mà điều tra sao mà tìm được lỡ tới nhà em quậy. Thế là không được, giờ con lỡ thương vào rồi, thương vào giờ nó rồi chia tay với con, mà giờ con lỡ thương rồi đâu có được. Anh nói là đâu có dễ dàng, ai muốn bỏ. Nó vậy đó, cái lỡ tới nhà em quậy. Rồi lúc đó là mẹ em với anh em có nhà, cũng may là có anh em đứng ra giải quyết. Chứ nếu mà không có anh em nhà, có chắc em cũng không biết, em không biết ứng xử sao luôn á. Vậy thì cái kỳ vọng của mẹ và anh trai là họ sẽ mong muốn mình có một cái người chồng, ngoài cái vấn đề về tuổi tác ra đi,
thì họ có những cái tiêu chuẩn về cái người chồng của mình không? Mẹ với anh thì lúc trước thì cũng hay thường nói với em là sau này có chồng thì nói chung là nghèo giàu không quan trọng, chỉ cần người đó là có cái thú làm ăn, biết ra làm ăn, đừng có dính vô mấy cái cờ bạc rượu chè đâu. Nói thì nói vậy đó, mà tới khi mà em quen anh này rồi thì chỉ có cái nhỏ tuổi thôi mà phản đối. Mẹ nói là tao không sợ gì, tao chỉ sợ sau này có con cái mày già thế nào nó cũng ngoại tình. Mẹ nói tao biết đàn ông, tao hiểu đàn ông quá mà, đi ra đường á gặp gái trẻ cái gì về nhìn vợ là mình già đó này kia, cái bắt đầu ngoại tình. Mẹ nói vậy đó, bởi vậy cho nên mẹ không muốn. Mẹ kêu em là quen người nào mà phải lựa lên cỡ 10 tuổi trở lên. Mẹ nói cái câu gì nè, à cái chị chồng già trẻ là tuy già già đúng rồi. Mẹ hay nói vậy đó, bởi vậy cho nên mẹ kêu em là phải lấy chồng già già. Vậy thì mình có chia sẻ cái điều đó với chồng của mình tại thời điểm đó và phản ứng của ảnh về cái việc là ảnh nhỏ hơn mình thì ảnh trấn an mình như thế nào? Có, cứ mẹ cản cái gì mẹ nói gì em kể lại cho ảnh nghe hết trơn. Mẹ phản đối, mẹ sợ em sau này em già. Ảnh cũng nói là bây giờ anh cũng không biết nói làm sao nữa. Nói chung là ảnh trấn an em, ảnh khuyên em là cứ nói là để từ từ đi rồi mình chứng minh tình cảm của mình cho mẹ thấy. Từ cái câu chuyện của mình á, có bao giờ bạn hối hận về cái khoảng thời gian mình có với cái người yêu cũ đó để rồi sau này mình phải ở trong một cái hoàn cảnh bị gọi là bị thao túng, bị đe dọa như vậy không? Có, cái lúc trước thì không biết, không có biết là xảy ra cái chuyện đó luôn á, cho tới khi mà anh điện thoại anh tắm tiền rồi anh kể rồi mới biết là ngày xưa mình bị quay lén luôn. Có nghĩa là việc anh đặt máy quay là mình không biết luôn? Dạ, anh đã đặt điện thoại, cái điện thoại của anh là mình không biết. Dạ, cái điện thoại của anh á chứ không phải là cái máy quay phim, mình không có nghĩ ra. Bạn có tin là có những thứ phim đó tồn tại không, hay là người ta chỉ nói như vậy cho bạn sợ thôi? Em tin. Người ta có gửi cho bạn coi không? Không có gửi. Vậy tại sao bạn lại tin? Nhưng mà trong cái thời gian mà hai đứa quen nhau á, anh cũng có gửi ý với em một lần. Mình quay phim mình lưu lại làm kỷ niệm với em. Em từ chối em không cho. Rồi chắc có lẽ là anh quay lén, anh giấu em. Tại vì anh đã nói với em mà em từ chối em không cho rồi. Em nghĩ là anh có quay lén. Lúc đó bạn sợ là bạn sợ cái gì? Bạn sợ chồng mình biết cái chuyện này, hay bạn sợ mọi người biết cái chuyện này mà bạn chấp nhận im lặng đi gom tiền để đưa cho cái người đó? Em sợ tất cả luôn, vì chồng mình biết, vừa gia đình chồng biết, rồi bạn bè biết. Thời buổi giờ là cái mạng xã hội nó rất là lan truyền dữ lắm, chỉ cần đăng lên chừng 1 phút 30 giây thôi là sẽ có rất là nhiều người biết. Cho nên sợ tính là gom tiền đi đưa cho nó nữa, rồi một mặt lại em tính là sẽ báo cho chồng biết, nhưng mà báo cho chồng biết rồi cũng không biết chồng nó phản ứng sao. Nhưng mà vì sao trong rất nhiều phương án mình không hề nghĩ tới một phương án giống như chồng nghĩ, đó là đi báo công an? Em không dám. Em sợ. Sợ cái gì khi mình đi báo công an? Em sợ bồ em nó biết á. Em sợ nó biết rồi. Mình đi báo công an, mình đâu có báo cho ông biết là ê tôi đi báo công an nghe. Mình âm thầm mình đi báo thôi. Em cũng không dám nói chuyện mình bị quay video rồi này kia. Cũng ngại, nhục, không dám nói. Em sợ công an người ta lấy được khai, người ta điều tra rồi này kia, rồi tới khai chồng em sợ. Sao chồng anh biết nữa? Tức là chung quy lại là mình chỉ muốn giấu chồng thôi. Cho nên là chỉ cần mở cái nút thắt chỗ ông chồng là coi như mọi chuyện là ổn. Cái điều may mắn của em á là em nhìn thấy được những cái cuộc hôn nhân mà người ta chấp nhận già đi cùng nhau. Đó là lý do mà mình tin vào, mình tin vào giá trị của hôn nhân. Tại vì mình thấy được những cuộc hôn nhân đó một cách rất cụ thể. Bởi vì chồng bạn không có bị rơi vào cái trường hợp là mình đến với vợ mình vì cổ phải xuân sắc, cổ phải đẹp thiệt là đẹp. Mà có thể là bạn ấy rung động trước giờ vì cái khác. Mọi chuyện đều là của tương lai, nhưng cái tương lai đó nó sẽ có chỉ dấu từ hiện tại. Thế thì hiện tại mình có yêu nhau không? Hiện tại thì hai đứa từ cái lúc mà xảy ra cái chuyện bồ cũ của em là hai đứa sống rất là hạnh phúc luôn á. Có nhiều khi cũng lục đục, nhưng mà em nghĩ là đâu có vợ chồng nào mà sống chung mà không có lục đục đâu. Mỗi lần mà gây gỗ cãi cọ gì đó, cái em mới nghĩ lại là hai đứa đến với nhau thì rất là khó khăn mới được gia đình hai bên chấp nhận. Nếu như mà bây giờ mà mình sống mà không hạnh phúc á thì mẹ với anh thì sẽ cười, vợ chồng mình gây gỗ á. Cái em nghĩ tới vậy á, kiềm chế lại. Thôi hai vợ chồng ráng mỗi người dành một câu làm quà, sống cho thật là vui vẻ hạnh phúc để cho mẹ với anh, cho người ta thấy là mình, cái sự lựa chọn của mình là đúng. Cứ nghĩ tới đó mà như là em nhịn nhiều hơn anh. Vì sao bạn lại đưa ra cái kết luận là bạn nhịn nhiều hơn chồng?
Người ta hay nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ là lúc nào cũng là người giữ lửa trong cái cuộc sống gia đình. Gia đình có hòa thuận hay không thì mình là người phụ nữ thì em nghĩ là mình nhường nhịn chồng tí xíu cũng không sao, để cho gia đình nó hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc. Chứ là hai vợ chồng mà vui vẻ, hòa thuận thì anh đi chạy xe, anh tinh thần anh cũng vui hơn, cũng thoải mái hơn. Nó không có ảnh hưởng tới cái công việc của ảnh. Mình cứ nghĩ cho chồng vậy đó. Như là một phần là mình nghĩ cho cái tâm trạng của ảnh. Tâm trạng ảnh vui vẻ thì công việc ảnh cũng tốt hơn. Anh chạy xe rồi này kia cũng không có bị áp lực, không bị suy nghĩ. Rồi một phần nữa là mình nghĩ về phía gia đình mình nữa. Nếu mà bây giờ mình sống hạnh phúc, không có hạnh phúc là người ta sẽ cười mình, người ta sẽ đắc ý. Cứ vậy như vậy là thôi, nhịn đi. Thế là nhiều khi hai chồng cãi cọ ra hay gì cũng nói chuyện cũng cười hè hè. Trời, anh thấy mình cười cái là anh cũng cười theo, và kiểu như cũng hai đứa giỡn thì giỡn luôn vậy đó, chứ không có ghi mất bụng, không có làm mặt lạnh với nhau. Vậy thì cái sự trăn trở hiện giờ của mình trong cuộc sống là cái gì? Cái vấn đề hiện tại bây giờ là làm em lo lắm là cái vấn đề chung thủy á. Như là em mặc cảm mình không có con hay sao. Cái vấn đề này nó cũng rất là nhiều lần khiến cho vợ chồng mà xảy ra những lần không vui á. Giống như em lúc nào em cũng nghĩ trong bụng á là mình không có sanh được thì ảnh đi ra bên ngoài gặp ảnh làm dân tài xế, em quen biết rất là nhiều. Rồi có khi nào ảnh ở ngoài ảnh có vợ bé rồi ảnh có con ở ngoài không ta, chứ nhà ảnh thì có mình ảnh là con trai, ông bà nội thì cũng rất là muốn có con có cháu. Em sợ là lúc nào em cũng nghĩ là ảnh sẽ ra ngoài ảnh có bồ, rồi biết đâu là ảnh cũng đã có con ở ngoài rồi. Cho nên nhiều lúc em hay suy nghĩ vậy đó. Kiểu như cái suy nghĩ của mình rồi cái mỗi lần mình gặp chồng thấy mình hay ghen tuông hay điều tra cái vấn đề đó, nó bị ám ảnh em. Bạn vừa bị ám ảnh mà bạn vừa cảm thấy là mình yếu thế nữa. Dạ đúng rồi. Đặc biệt đó là khi cái câu chuyện về sự tống tiền đó nó diễn ra. Đối với bạn bây giờ nó còn có cả câu chuyện là bạn có cảm giác mình không đủ tư cách. Dạ, đúng. Nếu như anh làm sai một cái gì đó mình không đủ tư cách, đúng không? Và chính cái điều này làm cho bạn cảm thấy một mặt là mình rất cảm ơn vì mình được có một cái người chồng như thế này. Nhưng mặt khác bạn cảm thấy là mình rất là khổ sở vì cái thế của mình là cái thế không lên nói, không có lên tiếng được. Thực ra lớn hơn chồng 8 tuổi, bao nhiêu người cảm thấy có vấn đề đi chăng nữa, nhưng nếu như bản thân trong lòng của mình không thấy đó là vấn đề thì dù cho người ta cảm thấy như thế nào, đối với bạn chuyện đó nó không quan trọng. Nhưng tại sao đối với bạn điều đó nó quan trọng và bạn luôn nhắc lại trong câu chuyện của hai đứa mình nãy giờ rất nhiều lần về việc là em lớn hơn chồng 8 tuổi? Là bởi vì với bạn đó là vấn đề. Chính bạn là cái người sợ hãi cái câu chuyện mình lớn hơn chồng, chứ ở đây không phải là mẹ nào hết á. Mẹ chỉ là cái người nhắc thôi, là cái người không có hài lòng vì tội nghiệp bạn thôi. Nhưng cái người luôn cảm thấy lo âu về việc mình lớn hơn 8 tuổi là... Đó là cái điều đầu tiên. Để rồi bạn bắt đầu hoài nghi chồng có vợ bé không, chồng có bồ không, rồi mình có già hơn chồng không. Rồi bạn làm gì bạn cũng căng thẳng về việc đó là nhìn mình với chồng nó có tương xứng không. Không có ai biết được là tương lai cái hôn nhân của mình sao, không ai biết được hết. Ảnh cũng không có biết đâu, đừng có hỏi ổng. Già cũng đâu có biết. Nhưng bạn đừng quên rằng là dù thế nào đi chăng nữa thì mỗi ngày bây giờ trôi qua nó phải là mỗi ngày chất lượng. Tương lai không biết như thế nào, nhưng nếu như bây giờ mỗi ngày đều hoài nghi, đều dằn vặt nhau thì tương lai coi chừng bỏ nhau là thiệt. Nhưng bây giờ mỗi ngày trôi qua nè, bạn đầu tiên bạn tin vào bạn cái đã. Giàu đang có một cái sự lo âu về cái vị thế của chính mình rất lớn, bạn phải hiểu vậy ha. Mình rất cảm ơn ảnh về những gì ảnh thứ tha, nhưng những gì đã qua trong cuộc đời của bạn là nó đã qua rồi. Và bạn đang là một người vợ tốt, đang là một người phụ nữ độc lập, đang là một người sống rất hợp pháp. Vậy thì mình không có lỗi lầm gì ở đây. Cái đó là cái câu chuyện sụp hố của tuổi trẻ, đúng không? Và nếu như cái câu chuyện nó đang diễn ra theo kiểu vậy nè, là ngày xưa mình là người đề nghị cái ông quỷ kia quay clip, mình là cái người gặp ai cũng đòi quay clip, gặp ai mình cũng quen, gặp ai mình cũng đi nhà nghỉ. Và cái clip đó là một dạng mà mình coi đó là chiến tích của mình. Ê, thì cái này nó mới là có vấn đề về phẩm hạnh chứ. Còn đằng này tôi không phải là cái người dễ dãi theo kiểu làm sao cũng được và lấy cái chuyện đó ra làm niềm tự hào. Tôi bị quay lén mà. Nếu có quay thì tôi cũng bị quay lén mà. Vậy là tôi bị sụp hố mà. Tôi là nạn nhân mà. Nhưng mà chồng hiểu cái điều đó thì mình cảm ơn sự hiểu biết của chồng. Chồng tha thứ cho mình, mình cảm ơn về cái sự bao dung đó của chồng. Hết chuyện. Điều này không đồng nghĩa với việc từ đây về sau bạn mất tư cách. Bạn phải tin cái điều đó. Còn bây giờ mình cứ hết lòng đi. Rồi khi mà không thể nào mà cố được nữa và có những cái biến cố nó ập tới thì dù cho mình đau đó,
Nhưng mà mình hiểu rằng là mình không hối tiếc, vì chí ít mình cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc nè, hết lòng hết dạ nè, chân thành, sống chất lượng. Và mình cũng đã từng có một cái người yêu thương mình rất là đúng nghĩa. Nhưng mà có thể duyên phận của hai đứa tới đó là dừng rồi, thì dừng. Nhưng mà trong trường hợp này nó khó lắm, tại vì người ta đã yêu thương nhau một cách bình an như vậy thì người ta sẽ mong muốn được gắn bó với nhau tiếp thôi. À, em hiểu đó chị. Nhiều khi anh không có vấn đề gì hết đó, mà mình làm riết thật là có vấn đề đó. Mình rất là trân quý những cái cuộc hôn nhân mà người ta đi với nhau qua những cái bão gió như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại thì chồng của bạn là một người chồng tốt, đúng là một cái người thương không nên bỏ lỡ. Nhưng đừng có bào mòn cái tình thương đó bằng những cái sự sợ hãi của mình. Cái lâu dần mình đánh mất đi những cái điều đó mà mình không hay ha. Rồi, quan trọng nhất đó là mình phải là cái người tích cực. Cho mình trước thì mình tích cực thì hôn nhân của mình nó mới tích cực. Tự tin lên, yêu đời lên. Đúng rồi, tự tin yêu đời lên. Hãy dành thời gian cho bản thân mình, đối thoại với mình để cải biến chính mình trước. Bởi vì kiểu gì các bạn cũng lời hết á. Các bạn làm xong bước này thì kiểu gì các bạn cũng up level rồi, các bạn cũng lên một cái tầm cao mới rồi. Đó là chúng ta cũng cảm thấy nó rất là đáng giá. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi, cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, và chúng ta sẽ cùng học lẫn nhau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Chỉ có biên tập và sản xuất của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Thì mình tự tin, mình chủ động nói về bản thân mình giúp tụi em xíu rồi. Mời anh giới thiệu về bản thân mình, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Em tên Võ Thanh Hùng, sinh ngày 17 tháng 5 năm 1982, thợ điện lạnh, làm cho siêu thị điện máy Chợ Lớn. Dạ, hiện tại là mình đang ở sinh sống và làm việc ở đâu anh? Quê quán mình sao? Quê em ở La Ngà, Định Quán, Đồng Nai. Còn em đang sống tạm trú ở khu phố Bình Hòa 1, thành phố Tân Yên, tỉnh Bình Dương. À, mình đang ở Tân Uyên, Bình Dương dạ. Rồi, thì mình điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ và nhiệt tình trong công việc. Và hòa đồng với mọi người. Dạ. Về sở trường thì anh có gì không? Sở trường thì nói chung nó chỉ là cần cù thôi chị. Cần cù chịu khó thôi chị. Chứ còn không có môn nào nổi bật hết. Mình có tài lẻ không? Dạ cũng không đâu chị. Nói chung mấy cái đó thì nó cũng mấy cái đơn giản ai cũng làm được chị. Rồi ok, rồi điểm yếu mình là gì anh ơi? Điểm yếu của em là nói chung là hay tin người chị. Là mình có bị lừa hay mình có bị mất tiền hay như thế nào không mà dễ tin người? Chắc cũng có chị, nói chung là thấy người ta mà nhiệt tình với mình quá thì mình cũng tin người ta. Rồi về tình trường của mình như thế nào anh? Anh có trải qua đời vợ hay như thế nào không? Dạ có, em có lập gia đình và có hai người con rồi chị. Và hiện tại đã ly hôn được 4 năm. Lý do vì sao cuộc hôn nhân của anh mình chia hai người dừng lại à? Dạ là do người vợ của em tin tưởng gia đình vợ quá chị. Nói chung là họ là lấy những kinh tế của mình họ chi vào việc đó quá nhiều. Mà mình nói họ dừng lại thì họ vẫn không chịu chị. Nói chung là họ cảm thấy nó bế tắc quá. Đâm ra là hai người mới phải ly hôn. Đỉnh điểm nhất là cái vụ đó thôi hả? Hay là có cãi nhau, có đánh nhau như thế nào không anh? Mình cụ thể xíu em phần này. Ví dụ như chị lo lắng cho gia đình bên chị thì là nhiều quá rồi, mình có la, mình có nói gì với chị hay không? Đỉnh điểm ai là người chia tay? Vợ. Nói chung là vợ, nói chung là cứ mình cứ đưa cho vợ tiền là vợ sẽ lấy dùng cho gia đình vợ hết. Mình hỏi lại thì nói không có. Và bắt đầu chẳng hạn như mình mới đưa cho vợ mình 10.000 đi, là qua ngày mai mình hỏi lại thì còn có 7.000 mà vợ không đưa, không cho mình coi lại luôn. Ý là vậy. Đâm ra là về tiền bạc thôi chị. Nói chung mình dễ dãi trong cái tiền bạc. Đâm ra là không chu cấp đủ cho cô ta đi thôi chị. Rồi thì bây giờ hai đứa con đó là anh nuôi hay chị nuôi hay như thế nào? Mấy tuổi rồi? Hai đứa con thì 11 tuổi rồi chị. Thì vợ nuôi chị. Cả hai đứa 11 tuổi luôn hả? Dạ đúng rồi, sinh đôi chị. Con trai hay gái anh? Gái chị.
Rồi mình hiện tại là mình có chu cấp hay kia như thế nào không anh? À, cũng chu cấp là tùy mình thôi chị, nhưng điều bên vợ thì người ta không cần chu cấp chị, Ừ, bản thân anh thì sao? thì vẫn chu cấp bình thường chị. Nói chung là cuối tháng con gọi thì mình vẫn mua đồ thôi chứ mình không có đưa tiền chị, nói chung là đóng tiền học đồ vải chị. Rồi giờ anh đang ở Bình Dương là anh sống với ai? Em sống một mình chị, À, là có nhà cửa hay là nhà trọ như thế nào anh? có nhà chị. Ừ, là nhà của anh luôn hả? Dạ nhà em. Ừ. Dạ rồi. Thì giờ ở đây thì giờ tụi em cũng đã ghi nhận thông tin của anh rồi, thì bây giờ mẫu người mà anh mong muốn thì như thế nào? Ví dụ họ cũng đổ vỡ hôn nhân như anh được không? Được chị, những điều em muốn là họ không có con, tại vì nói chung người nào cũng được chị, mà không có con là được. Rồi về ngoại hình, tuổi tác, nghề nghiệp thì sao anh? Thì cũng cần một người nội trợ thôi chị, chứ không không họ có nghề gì cũng được, nói chung là về kinh tế là em nắm vững được. Ví dụ như họ có con nhưng mà con họ không nuôi được không? Cái đó con thì nói chung về vấn đề con thì em thích Tại là vì anh người cũng có con mà. Tại vì ví dụ như mà bây giờ ly dị vợ anh cũng bắt á, thì ví dụ như vợ anh mà đi bước nữa mà người ta cũng đề cập như vậy thì anh cũng có thấy ái ngại vợ mình không? Đúng không, không? em có tài sản để dành riêng cho cái ý định là mình dùng cái tài sản này đó là dùng sinh hoạt riêng cho mình thôi, còn con lớn thì mình cũng quyết định cho lại cho con ạ. Rồi, còn cái gì nữa không anh ơi? Ví dụ độ tuổi thì sao? Rồi tuổi tác như thế nào? Nhỏ hơn em 1-2 tuổi là được chị, Anh là sinh năm mấy nè? 92 à, 1982 à, nhỏ hơn cơ 30, 30 đến 40. Rồi. Rồi quê quán vùng miền thì mình có yêu cầu gì không anh? Không chị, người nào nói chung là em thích mẫu người gia đình chị, chân thật, nói chung là người của gia đình là được chị, người chân thật và biết lo cho gia đình, cha mẹ là được, ông bà cha mẹ là được. Ừ, rồi. Thì ở đây tụi em cũng đã ghi nhận lại hết những cái thông tin của anh rồi ha. Thì giờ nếu như mà có người phù hợp hoặc là được lọc vào vòng 2 của chương trình bạn muốn hò thì bên chương trình sẽ báo lại với anh ha. Thì buổi casting ở đây kết thúc ạ. Rồi, chào chương trình. Rồi, cảm ơn chương trình. Ơi. Nay ra bẻ bắp tiếp bà gì? À rồi ok. Vậy mình tranh thủ mình phỏng vấn nhanh để mình đi bẻ bắp tiếp ha. Rồi bây Dạ. giờ mình nói về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Rồi mình giới thiệu đi anh. Em tên Nguyễn Minh Trường. Năm 1989. Nghề em nghề cơ khí xây dựng nhà tiền chế đâu chị? À, là quê mình ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp. Xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. À, rồi nhưng mà rồi nay là đi ra bẻ bắp giùm bà gì hả? Để tiếp bà gì mới Rồi bắt. mình ngồi cố định được không? Mình nhìn thẳng vào camera điện thoại đó. Ờ. Còn tại đang mưa lâm râm á. À, rồi mình vô chỗ bớt mưa chưa? Rồi. Rồi ok, rồi mình nhìn thẳng camera điện thoại ha. Rồi làm thường mình làm cái nghề cơ khí xây dựng như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Thì như nhận nhà nhận cửa thì làm cũng tầng hai tầng như đó, em kiếm 10 triệu mấy triệu, năm bảy triệu. Rồi ok. À, bây giờ anh Trường nói một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh điểm yếu em có em là sao chị? Mình tự tin nhất cái điểm gì trong công việc đồ này kia các thứ nè, trong Trong công công việc việc. thì điểm mạnh em trong công việc là em ok hết, trong chuyện tình cảm thì em dở vụ đó lắm chưa. Chuyện tình cảm dở là làm sao? Hồi giờ là có quen ai chưa? Em cũng 2 đời vợ rồi Trời mà ơi, vậy mà kêu dở ông ơi. cũng vì công việc rồi em đi làm rồi nhà nó cũng đi luôn. À, vì công việc hả? Rồi bây giờ kể nghe thử coi là cái lần đầu mình
cưới vợ lỡ sao sao mình kể ha. Lần đầu á thì vợ em á, nó ta mà làm mai á, nó nghe lời bà nội vợ nó rồi nó lấy, nó mới đồng ý lấy em. Rồi sau này bà chết đâu được năm vậy bà chết rồi nó cũng đi luôn. Ủa kỳ vậy? Là do bà nội mất hay là do mình sao, lý do chia tay là gì? Do bà nội nó mất á, rồi nó cũng như là trước khi nó lấy em á là nó có người yêu nó rồi đó. À bên đó người ta không chịu ở dòng họ á. Rồi bây giờ nó mới đổi ý, rồi nó bỏ đi. Nhưng mà ở ở bao lâu, ở mấy năm? Ở được năm mấy vậy? Có con chưa? Dạ chưa. Rồi bỏ đi. Rồi gì nữa? 7-8 năm sau em mới đi lên trên, lên Đồng Nai em làm 7-8 năm rồi mới gặp vợ trên Cao Lạ, trên Sài Gòn. Rồi cũng ở được năm mấy hả, cũng được 2 năm mấy, rồi sau này em đi lo đi làm công trình gì nè, rồi đi sáng đi tối mới về á. Nó bỏ nó cô đơn này kia, với lại mình nó em đi hoài như, rồi nó em có bồ này kia, rồi nó cũng bỏ đi luôn, đi theo con lính em. Trời ơi vậy đó hả? Rồi mình buồn không hay sao? Thì buồn ba bốn năm trước em buông lơ cuộc đời, em đi chơi đi này kia không có làm, đi chơi thôi, ăn nhậu. Rồi giờ ngoại bà yếu rồi, giờ về nhà, giờ dưới quê với này 2-3 năm rồi, 2 năm mấy nay tập trung vô công việc làm. Nhưng mà làm hai đời vợ mà có con chưa? Dạ không, chưa có con luôn. Dạ. Trời ơi, rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người như thế nào nè? Chỉ cần tìm một người, không quan trọng là đẹp hay xấu, không giờ không quan trọng giàu nghèo, nhưng mà chủ yếu là biết thương chồng, lo cho gia đình, lo biết lễ đa, lễ nghĩa, đạo đức thôi. Rồi tuổi tác vùng miền đồ sao? Không quan trọng cái chuyện đó chị. Rồi coi như là người ta từng ly hôn, có con thì cũng được đúng không? Dạ. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Chỉ cần người đó chung thủy với em là được rồi, mọi chuyện trong cái xã hội này đi kiếm tiền em gánh vác được. Coi như là mình ly hôn cái tay bao lâu rồi? Hôm nay được 5 năm. Ly hôn trong 5 năm đó mình có quen ai không? Dạ không, là chỉ tập trung làm thôi đó. Giờ nghe tới phụ nữ xem thấy ám ảnh vợ em quá. Vậy hả? Vợ nào? Vợ sao vậy nè? Phụ nữ là ám ảnh đó hả? Làm nhiều đưa hết, nhiều gom hết. Chung là lúc mà quen nhau thì em vừa làm công ty. Vừa làm công ty rồi em thấy rồi nếu mà làm công ty á, 5-10 năm nữa mình ra nghề, ra công nghỉ công ty về hưu thì cũng đâu có được cái tiền gì đâu, tiền bảo hiểm về mình không có cái nghề gì mình nuôi sống bản thân đến hết cuộc đời. Cho nên em suy nghĩ vậy em mới đi làm, đi học nghề. Vừa làm 2 năm mấy. Rồi. 2 năm mấy nuôi con nó tới khi cưới nữa là 3 năm. Con nó học một tuần là con riêng của vợ em á. Học một tuần 1,2 triệu là một tay em lo hết. Đi vừa học nghề. Rồi ok, nói chung là cũng đã nắm được cái thông tin của mình rồi ha. Thì nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết để mình sắp xếp mình tham gia nha. Rồi ok, cảm ơn anh Trường. Mình cắt xong rồi anh. Cảm ơn chị. Rồi cảm ơn. Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Trịnh Minh Hùng, năm nay em 26 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang làm ở Sài Gòn. Hiện tại em thì đang làm công nhân trong nhà máy bia Heineken. Em làm ở đây lâu chưa? Dạ, em làm được 3 năm rồi. Em làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình như thế nào? Dạ, thu nhập tháng em thì 8 triệu. Rồi, ok. Là hồi trước mình vào Sài Gòn lâu chưa?
Dạ, em mà vào được 7 năm, nhưng mà trước 7 năm là em đi lính xong em mới vào lại. À, trước đó là có đi lính nữa. Rồi, à, mình chiều cao cân nặng thì như thế nào ha? Dạ, em cao 1m75 ạ, nặng thì 75-80 kg ạ. Ừ, rồi ok. À, bây giờ em nói một xíu về bản thân em đi. À, tính cách như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ha, sở thích, tài lẻ gì đó, rồi em chia sẻ luôn nha. Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, biết yêu thương người khác, và nhất là biết yêu thương gia đình, thứ hai là yêu thương người con gái mình yêu chung thủy thật lòng. Và nhược điểm của em thì hơi nhút nhát và trước thông đông, ít nói. Ừ. Rồi ví Và dụ em có còn gì nữa không? Còn có sở thích hay tài lẻ gì không? sở thích thì em ca hát ở kia, thể thao này, bóng bàn ở kia. Ừ. Rồi thích chơi thể thao rồi ca hát hát thử một đoạn chị nghe đi. Một đoạn gì? Ừ, một đoạn ngắn thôi. Này người anh yêu, yêu rất nhiều, hứa với anh đi hết cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù mai sau cuộc sống vất vả bao nhiêu. Rồi, ok. Rồi, à, trước giờ tình trường của mình thì như thế nào? Mình trải qua mấy mối tình rồi và mình lý do sao chia tay mình chia sẻ cụ thể cho chị ha. Dạ, trước giờ thì em cũng thật là có hai mối tình. Một mối tình thì đây em còn đi học, học lớp lớp 9, lớp 10 á. Thế là do em vào Sài Gòn, thế là bạn kia thì ở ngoài quê, thế là do hai người ở xa quá nên cũng ít liên lạc, lại cũng tập trung đi đi làm á, thế là cũng thôi. Còn cái mối tình thứ hai á thì quen nhau cũng được 1 năm, thế là lúc mà đi lính ngay cái thế người ấy lấy chồng, thế là tôi từ giờ tôi chưa ai cả. Rồi đi lính về bạn gái lấy chồng mà có buồn không? Đã có ấy, nhưng mà biết sao là gì, cuộc sống mà thôi. Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào ha? Dạ, mẫu con gái của em thì cao thì khoảng tầm 1m50-55 cũng được, không phải đẹp được, nói chung nhìn ưa chuộng được, biết chịu khó, công việc với lại yêu thương gia đình hai bên là được. Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái thì sao em? Dạ, tuổi thì trong này cũng được hay là ngoài quê cũng được. Rồi ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không nè? Cô này thì xăm thì cũng có xăm, nhưng mà xăm ít thôi, đừng xăm nhiều quá. Với lại thế thôi. Rồi ví dụ như bạn gái là tầm tuổi em hay lớn hơn em 1-2 tuổi thì được không, hay nhỏ tuổi hơn em? Dạ thì nói chung mà nói về tuổi tác thì nói chung mà cũng không có trọng gì, nói chung mà có kém nhau 1 tuổi, 2 tuổi, hay là kém nhau 2 tuổi cũng được, nhưng mà mình về mình tìm hiểu và lại biết chung thủy, biết làm ăn và biết yêu thương là được rồi, còn người ta chắc em nghĩ là cũng không quan trọng đâu chị. Rồi ok, cảm ơn Hùng ha, thì hôm nay chỉ là cái buổi cát đầu tiên thôi. À, nếu mà có cái cô gái phù hợp thì cũng sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với em ha. Dạ. Ừ, rồi ông sẽ tự tin chủ động để mình giới thiệu về bản thân mình trước, à, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Rồi rồi rồi, ok. Dạ. Rồi mình bắt đầu luôn. Mình tên là Võ Đăng Khoa. Mình tên là Võ Đăng Khoa, làm công việc huấn luyện viên thể thao, quê quán ở thành phố Đà Lạt. Hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê Đà Lạt mà làm ở thành Võ Văn Pha hay là Khoa? Võ 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 Đăng Khoa, Võ Đăng Khoa. À, Võ Đăng Khoa. Rồi, à, mình là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1995. Ờ, à, rồi ok, sinh năm 95 là em cụ thể hiện tại là em làm huấn luyện viên thể thao của môn gì? À, hiện tại thì đang làm huấn luyện viên thể thao của môn cầu lông. Môn cầu lông. Rồi, ok. Vậy chắc tham gia chương trình cũng phải chuẩn bị cái bộ môn này để lên giao lưu với bạn gái cái bộ môn thể thao cầu lông này ha. Có thể tham gia các bộ môn khác cũng được, nên À, cũng không nhất thiết bộ là môn phải khác là môn bộ cầu môn lông. gì? Bộ môn khác là bộ môn gì? Thì cũng có chút không biết chút ít về các môn thể thao khác, giống như là bóng đá,
Ngoài ngoài cầu lông thì biết bóng đá. Rồi ok, thì cái đó mình vào vòng nội dung thì mình sẽ chuẩn bị ha. Khoa là Dạ. mà em cao 1 mét mấy, nặng bao nhiêu ký? Mình cao 1m69, nặng 60 kg. Ừ, rồi ok, bây giờ Khoa nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của em đi. À, dạ, điểm mạnh của em á thì cũng vui vẻ hòa đồng, còn điểm yếu thì có thể là do tính cầu toàn quá nên đôi khi cũng hay nóng tính, kiểu mà kiểu nóng tính. Rồi. Còn gì nữa không? Kiểu hay cũng hay nói chuyện, cũng hơi lâu lâu cũng nói chuyện hơi cộc lốc xíu, đó điểm yếu của mình. Nói chuyện cộc lốc rồi, ok. Vậy trước giờ quen bạn gái bao nhiêu cô rồi, mấy mối tình rồi? Trước giờ thì được 2 mối tình, 1 mối tình thì năm, còn mối tình thứ hai thì quen cũng được 3 năm mới kết thúc. Quen 3 năm sao mà chia tay? À, tại mối quan hệ gia đình giữa thằng nhau và chồng nó không có hợp nhau, cũng nhiều, cũng cũng rất là nhiều vấn đề, nhưng mà kiểu là hai hai giữa mẹ chồng và nàng dâu thì cũng chưa có hợp nhau lắm mà không có giải quyết được. Ủa là tính ra mình đã lập gia đình chưa? Dạ chưa. À, nhưng mà sao gọi là mẹ chồng nàng dâu, mẹ chồng tương lai đó hả? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. À, cho nên là chưa gì là chưa về ở chung mà đã thấy không hợp rồi đúng không? Dạ không, có ở chung với nhau rồi nhưng mà chỉ là hai vợ chồng mình với bạn gái thì ở chung với nhau, ba mẹ thì ở quê quê nhưng mà lâu lâu về thì thường không có hợp với ông bà nhà. Rồi tính ra bây giờ chia tay cách đây bao lâu rồi? Vậy đây cách đây khoảng 1 năm rưỡi. Rồi bây giờ mình mong muốn mẫu bạn gái như thế nào? Dạ, thì một người cũng biết chịu khó lắng nghe, chịu khó biết chuyện, chịu khó lắng nghe kiểu. Còn mẫu hình lý tưởng thì bạn nữ chỉ cần cao trên 1m50, nặng khoảng tầm đâu đó tầm từ 48 kg tới 52 kg là được. Thế 52 kg rồi, ok. Tuổi tác, vùng miền của bạn gái thì như thế nào? Thì nếu mà thật ra là nếu mà có bạn nào gần hơn như là ở Lâm Đồng thì thực ra là tốt hơn, tại vì hai gia đình cũng có thể tiện thăm hỏi nhau dễ hơn, tại vì còn xa quá thì khó 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 có thể mà qua lại với nhau hai gia đình. Nhưng mà bạn gái ví dụ ở trong khu vực nào ngoài Lâm Đồng ra, hoặc là ví dụ bạn đó đang làm việc ở Sài Gòn thì cũng được đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi ok, còn yêu cầu gì ở cô này nữa không Dạ em nghĩ chắc là người ta yêu cầu mình nhiều hơn đó nên nè? Vậy thôi em hả? thì Trời chừng ơi, cái đó này thôi. mình phải có quyền yêu cầu với gì đâu. Ok. Em chỉ cần là người phụ nữ họ hiểu chuyện, biết chia sẻ, lo lắng cho gia đình. Đấy là có nghĩ về vấn đề tương lai xíu để hai người cùng nhau cố gắng đi xa hơn. Ok, rồi còn tuổi bạn gái thì như thế nào em? Tuổi thì em nghĩ là bây giờ em 28 thì em nghĩ là tuổi mấy đoạn độ tuổi thì từ 25 tới 28 tuổi là hợp lý nhất. 25 đến 28 tuổi. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái vòng phỏng vấn làm quen đầu tiên thôi ha. Dạ. Mình sẽ còn vòng 2 và cái vòng ghi hình trực tiếp nữa, thì có gì chương trình sẽ thông báo sớm cho em biết nha. Dạ rồi, cảm ơn chương trình. Rồi ok, cảm ơn em. Chào em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, dạ rồi.